Lê Mỹ Nhàn, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1966 ở Hồng Kông, quê ở Cao Minh, Quảng Đông, là một nữ diễn viên Hồng Kông. Năm 1984, Lê Mỹ Nhàn được chọn vào lớp đào tạo nghệ sĩ thứ hai do TVB tổ chức và ra mắt vào năm sau. Vào mùa thu năm 1985, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên Địch Thanh và bắt đầu nhận được sự chú ý của TVB. Năm 1986, cô đóng vai Triệu Mẫn trong bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang dài 40 tập Ỷ Thiên Đồ Long Ký của đài TVB, đóng cặp với Lương Triều Vĩ, được khán giả đón nhận nồng nhiệt và trở thành nữ diễn viên được TVB lựa chọn đầu tiên cho bộ phim này. Các vai kinh điển đã đóng bao gồm Triệu Mẫn, Lý Nguyên Chí, Thiết Tam Lan. Cô đã xuất hiện trong 9 bộ phim truyền hình cổ trang liên tiếp. Lê Mỹ Nhàn lạc quan, vui vẻ, có hình ảnh trong sáng và khỏe mạnh, cô từng là bạn gái cũ của Lương Triều Vĩ. Tháng 7 năm 1991, cô rời TVB khi hết hợp đồng và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình ở Đài Loan, Hồng Kông, Đông Nam Á và những nơi khác. Cô đứng thứ tư trong top 10 ngôi sao truyền hình nữ của thập niên 1990 của Đài Loan. Lê Mỹ Nhàn rút lui khỏi làng giải trí vào năm 1996, đến năm 2000, cô ngừng diễn xuất hoàn toàn và theo đạo Thiên Chúa. Năm 2005, cô kết hôn với doanh nhân giàu có Tạ Hưng Triệu. Lê Mỹ Nhàn là nữ diễn viên chính của TVB từ giữa đến cuối những năm 1980 và là một trong 5 người đẹp của TVB. Cô được mệnh danh là người đẹp trang phục số 1 của những năm 1980 và là nữ anh hùng được TVB lựa chọn đầu tiên trong các bộ phim truyền hình cổ trang. Tham gia chương trình giáo dục The Chiêu Contract của đài truyền hình Hồng Kông và giành được giải thưởng Cổng Vàng tại Liên hoan phim quốc tế San Francisco lần thứ 37. Đời tư của Lê Mỹ Nhàn. Năm 1986, do họ hợp tác trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cô đã yêu Lương Triều Vĩ và phát triển một mối quan hệ, được đồn đại là một câu chuyện hay vào năm đó. Lê Mỹ Nhàn yêu Lương Triều Vĩ và mong anh sẽ làm mọi thứ cho cô ấy, cô thường xuyên khiến Lương Triều Vĩ xấu hổ trước công chúng. Lương Triều Vĩ không thể chịu được tính cách buông thả của Lê Mỹ Nhàn và quay lại với Tăng Hoa Thiên. Sau khi chia tay, cả hai đóng chung trong một bộ phim ngắn vui nhộn nhân lễ kỷ niệm TVB năm 1988 của TVB, và họ không bao giờ gặp lại nhau trên màn ảnh nữa. Ngày 9 tháng 3 năm 2005, Lê Mỹ Nhàn đăng ký kết hôn với Tạ Hưng Triệu, người được mệnh danh là vua cửa hàng Cửu Long ở Hồng Kông. Đám cưới được tổ chức tại tòa thị chính vào ngày 17 tháng 4. Người thân và bạn bè, Lê Mỹ Nhàn xúc động, vợ chồng cô hứa sẽ yêu nhau suốt đời, tất cả chị em, người thân và bạn bè đều cảm động trước tấm lòng chân thành của cặp đôi mới cưới và rơi nước mắt. Tạ Hưng Triệu có ngoại hình đẹp trai, gia cảnh giàu có, anh là giám đốc của công ty lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư bất động sản. Sau khi kết hôn, cặp đôi yêu nhau và thường xuyên cống hiến hết mình để làm từ thiện cùng bạn bè trong làng giải trí. Sau khi kết hôn, cô sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Những người bạn của Lê Mỹ Nhàn trong vòng kết nối bao gồm La Huệ Quyên, Trần Pháp Dung, Tạ Ninh, Thái Thiếu Phân, Trần Mỹ Kỳ, Dương Linh, Đặng Tụy Văn, Mao Thuấn Quân. Lê Mỹ Nhàn yêu Lương Triều Vĩ, nói chuyện với Ngô Khải Hoa, và sau khi đau lòng, cô đã gặp được tình yêu đích thực của mình và kết hôn trong một gia đình giàu có. Chắc hẳn mọi người đều đã quen với câu chuyện Tam Phương của Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên. Lần đầu tiên hai người chia tay, Lương Triều Vĩ có chuyện với Lê Mỹ Nhàn, sau đó lại làm hòa với Tăng Hoa Thiên. Sau khi chia tay lần thứ ba, Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh yêu nhau và thật sự kết thúc mối quan hệ với Tăng Hoa Thiên. Và lần thứ hai này thì sao? Đó là tin anh yêu Lê Mỹ Nhàn. Từ năm 1986 đến năm 1987 là giai đoạn thứ hai của sự kết hợp ba phần của Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên. Vào thời điểm đó, việc quay phiên bản 1986 của Ỷ Thiên Đồ Long Ký đang diễn ra sôi nổi. Trong phim, chúng ta có thể thấy Lương Triều Vĩ đóng vai Trương Vô Kỵ và Lê Mỹ Nhàn đóng vai Triệu Mẫn. Có lẽ Lương Triều Vĩ đã quá tham gia vào bộ phim, sau khi bộ phim kết thúc, anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện tình của mình với Lê Mỹ Nhàn. Sau đó, anh bắt đầu theo đuổi Lê Mỹ Nhàn, và cuối cùng họ yêu nhau vài tháng sau đó. Lương Triều Vĩ là một người tương đối mạnh mẽ, trong khi Lê Mỹ Nhàn là một phụ nữ tương đối dịu dàng, nếu mọi chuyện phát triển bình thường thì cả hai có thể không có vấn đề gì. Tuy nhiên, người hâm mộ không hiểu rõ tưởng nhầm Lê Mỹ Nhàn là người thứ ba xen vào tình cảm của Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên, nên cô bị rất nhiều người công kích. Lê Mỹ Nhàn tính cách yếu đuối đương nhiên không thể chịu được áp lực như vậy, cộng thêm Lương Triều Vĩ không ra tay, mối quan hệ ngắn hạn với Lê Mỹ Nhàn đã kết thúc nhanh chóng. Có lẽ trong mắt Lương Triều Vĩ, anh vẫn còn yêu Tăng Hoa Thiên, và đó chỉ là sự thôi thúc nhất thời đối với Lê Mỹ Nhàn. Trong quan hệ, ai đúng ai sai khó có thể nói, chỉ có thể nói Lê Mỹ Nhàn không gặp đúng người, đúng thời điểm. Kể từ đó, Lương Triều Vĩ và Tăng Hoa Thiên lại đoàn tụ, trong khi Lê Mỹ Nhàn trở nên độc thân. Là một cô gái truyền thống, Lê Mỹ Nhàn có khí chất cổ điển mà nhiều diễn viên không có. Chính vì sự độc đáo này mà những người đàn ông theo đuổi cô có thể xếp hàng khắp đường phố, trong đó có nam diễn viên nổi tiếng Ngô Khải Hoa, hai người cũng yêu nhau vì phim truyền hình. Năm 1987, Lê Mỹ Nhàn và Ngô Khải Hoa đóng chung trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Trong phim, Lê Mỹ Nhàn yêu Ngô Khải Hoa, người đóng vai Du Ngư Đồng, và hai người sống rất hạnh phúc trong một thời gian. Tuy nhiên, sự ngọt ngào như vậy không kéo dài được lâu, một mặt là do tính cách của anh, một mặt khác là do sự nghiệp của anh. Khi đó, Lê Mỹ Nhàn đã là chị cả trong làng giải trí nhờ bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong khi sự nghiệp diễn xuất của Ngô Khải Hoa rất bấp bênh. Tất cả chúng ta đều biết rằng sự nổi lên thực sự của Ngô Khải Hoa đến sau năm 1990, khi anh ấy trở nên nổi tiếng với Thiên Đường và Thanh Kiếm của Rồng và nhiều bộ phim cấp 3 khác nhau. Về sự nghiệp, nam mạnh yếu chắc chắn sẽ gặp trục trặc, quả nhiên mối quan hệ chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm. Sau đó, Ngô Khải Hoa gặp Varintra, con gái của một triệu phú Thái Lan, họ yêu nhau và kết hôn một thời gian ngắn nhưng 5 năm sau họ ly hôn. Lê Mỹ Nhàn rất đau lòng vì hai mối tình ngắn ngủi đầu tiên và bắt đầu tập trung vào sự nghiệp diễn xuất cho đến khi tình yêu tiếp theo đến. Sau vài năm sống lặng lẽ, Lê Mỹ Nhàn cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau tinh thần và yêu đạo diễn Lai Kiến Quốc. Lúc đó hai người yêu nhau đến mức nào? Bản thân Lai Kiến Quốc không đẹp trai lắm, hơn Lê Mỹ Nhàn hơn 10 tuổi và đã ly hôn. Nhiều cư dân mạng không hiểu tại sao Lê Mỹ Nhàn lại chọn một người đàn ông như vậy, nhưng Lê Mỹ Nhàn vẫn yêu cô không chút do dự. Khi đó, cô thậm chí còn công khai với giới truyền thông, hai người đã lên kế hoạch lập gia đình và tốc độ phát triển thực sự rất nhanh. Tuy nhiên, đàn ông dù xấu đến đâu, chỉ cần tài giỏi và giàu có thì xung quanh sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ. Lai Kiến Quốc cũng là một người đàn ông vô tư như vậy. Tình yêu của anh dành cho Lê Mỹ Nhàn không hề bền chặt. Anh thường xuyên tiếp xúc với các nữ diễn viên trong quá trình quay phim, có lẽ anh đã chán Lê Mỹ Nhàn nên đã nhẫn tâm bỏ rơi cô. Lê Mỹ Nhàn lần này không cảm thấy quá đau buồn, có lẽ chính những trải nghiệm trước đây đã giúp cô nhìn thấu được loại tình yêu không vững vàng này. Tuy nhiên, ông trời đã không để cô gái truyền thống này phải chờ đợi quá lâu, sau khi chia tay Lai Kiến Quốc, cô sớm gặp được tình yêu đích thực của mình, Tạ Hưng Triệu, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản nguyên lãng ở Hồng Kông. Làm thế nào để đánh giá Tạ Hưng Triệu này? Nếu Lương Triều Vĩ, Ngô Khải Hoa và Lai Kiến Quốc đều là những nhân vật cấp cao thì trước mặt Tạ Hưng Triệu họ không đáng nhắc đến, danh hiệu vua bất động sản nguyên lãng không phải là không có gì mà nói. Hai người kết hôn vào năm 2005. Ngày cưới đã gây chấn động toàn làng giải trí Hồng Kông, hơn một nửa số diễn viên TVB đã đến chúc mừng, khung cảnh rất hoành tráng. Không thể biết chính xác hai người yêu nhau từ khi nào nhưng vào năm 2000, Lê Mỹ Nhàn đã chọn dừng diễn xuất và rời bỏ làng giải trí. Một số người cho rằng Lê Mỹ Nhàn làm điều này vì cô quá mệt mỏi với làng giải trí, nhưng biên tập viên lại tin rằng cô làm điều này vì tình yêu đích thực của mình với Tạ Hưng Triệu. Suy cho cùng, Lê Mỹ Nhàn khi đó mới 34 tuổi, lý do mệt mỏi thiên hạ vẫn chưa đủ để cô rời bỏ làng giải trí. Sau 15 năm chung sống, họ không sinh được con trai hay con gái. Tuy nhiên, cả hai đã sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Có vẻ như lần này Lê Mỹ Nhàn đã thực sự cưới được tình yêu và đúng người. Cô giả từ diễn xuất vào năm 2000 và tránh xa làng giải trí để tập trung cho gia đình. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho Lê Mỹ Nhàn. Tuy nhiên, Lê Mỹ Nhàn hiện tại đã có một đích đến vô cùng tốt đẹp. Chính vì sự quyết đoán của cô khi đó mà cô mới giành được tình yêu và cuộc hôn nhân đẹp đẽ này. Con gái truyền thống cũng có những lợi ích truyền thống, vì họ coi trọng hôn nhân hơn nên dễ đạt được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Sau 20 năm nghỉ hưu, Lê Mỹ Nhàn 57 tuổi được khen ngợi vẫn xinh đẹp khi không trang điểm. Nữ diễn viên TVB Lê Mỹ Nhàn, được mệnh danh là nữ hoàng hóa trang, đã đóng những bộ phim truyền hình kinh điển như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Sông Hùng Kỳ Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cô rút lui khỏi làng giải trí vào giữa những năm 1990. sinh nhật lần thứ 55 của Lê Mỹ Nhàn. Tất cả các nữ diễn viên từng làm việc với cô trước đây như Lưu Mỹ Quyên, Trần Pháp Dung và Đặng Tụy Văn đều chụp ảnh chúc mừng sinh nhật cô. Điều đáng ngạc nhiên nhất đối với cư dân mạng là mặc dù Lê Mỹ Nhàn chưa trang điểm, không trang điểm trông cô ấy vẫn xinh đẹp. Trần Pháp Dung, người chủ yếu phát triển ở Trung Quốc trong những năm gần đây, đã thành lập Hồng Kông F4 cùng với những người bạn thân nhất của cô là Thái Thiếu Phân, Chu Ân và Hồng Hân. Nhóm này đã trở nên rất nổi tiếng. Bốn người họ thậm chí còn quay chương trình tạp kỹ Chị Gái Mời Tôi Đi Ăn Tối cùng nhau được khán giả vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, vì đã sống ở Trung Quốc lâu năm nên cô chỉ có thể xa gia đình ở Hồng Kông. May mắn thay, cô có những người bạn tốt giúp đỡ chăm sóc gia đình. Cô đăng ảnh hai người vào ngày sinh nhật lần thứ 55 của Lê Mỹ Nhàn. Tôi chúc người yêu Lê Mỹ Nhàn một sinh nhật vui vẻ. Tôi rất biết ơn vì bạn đã giúp đỡ chăm sóc gia đình tôi ở quê tôi, để tôi có thể sống và làm việc yên tâm ở Thượng Hải. Yên bạn chúc mừng sinh nhật. Ngoài ra, Lưu Mỹ Quyên còn đăng ảnh chụp cùng Lê Mỹ Nhàn, những người chị tốt đã cùng nhau làm việc và cùng nhau lớn lên. Tôi chúc các bạn sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Vẻ ngoài của Lê Mỹ Nhàn trông không hề giống 55 tuổi chút nào. Đã rời xa sân khấu nhiều năm, cô ấy vẫn như vậy, vẻ đẹp tuyệt vời. Lê Mỹ Nhàn là nữ diễn viên hàng đầu của TVB những năm 1980. Cô nổi tiếng với vai Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do cô hợp tác với Lương Triều Vĩ và được khen là Triệu Mẫn xinh đẹp nhất. Còn tham gia Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Sông Hùng Kỳ Hiệp. Trong các bộ phim truyền hình kinh điển như Hai Người Phụ Nữ Kiêu Ngạo, cô được mệnh danh là nữ hoàng cổ trang nhờ khí chất nổi bật và vẻ đẹp tự tiên nữ. Cô cũng được mệnh danh là một trong 5 người đẹp TVB cùng với Trần Ngọc Liên, Tăng Hoa Thiên, Trương Mạn Ngọc và Thích Mỹ Trân. Sự nghiệp của Lê Mỹ Nhàn. Lê Mỹ Nhàn sinh ra ở Hồng Kông vào ngày 19 tháng 10 năm 1966 và quê hương của cô là Cao Minh, Quảng Đông. Cô thông minh và chu đáo từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp trường trung học ở Hồng Kông và quyết tâm gia nhập làng giải trí. Năm 1984, Lê Mỹ Nhàn được chọn vào lớp đào tạo nghệ sĩ thứ hai do TVB tổ chức cùng với Quách Phú Thành, Đặng Tụy Văn, Trần Đình Oai, Thiệu Mỹ Kỳ trong cùng thời gian. Sau nửa năm theo học lớp đào tạo nghệ thuật, Lê Mỹ Nhàn đã có tiến bộ vượt bậc về kiến thức diễn xuất. Trong thời gian thực tập, cô đã tham gia bộ phim truyền hình Bảy Mưu Lập Kế, vào vai một cô gái thích trộm đồ, được đánh giá cao bởi giám đốc điều hành TVB và ký hợp đồng. Dưới sự sắp xếp của TVB, Lê Mỹ Nhàn được chuyển sang đoàn phim và tham gia đóng phim truyền hình. Cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Thay Vợ Đổi Chồng và sau đó đóng vai cô con gái ngỗ ngược và bướng bỉnh trong phim Câu Chuyện Anh Hùng. Lê Mỹ Nhàn ra mắt năm 1985 và ban đầu đóng một vai nhỏ trong 5 bộ phim truyền hình TVB. Mùa thu năm 1985, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên Địch Thanh. Lê Mỹ Nhàn trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình và diễn xuất nổi tiếng, và bắt đầu trở thành người nổi tiếng là mục tiêu lăng xê của TVB. Trong vòng một năm, cô tiếp tục hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng như Trịnh Du Linh, Huỳnh Nhật Hoa, Trịnh Thiếu Thu, Vạn Tử Lương. Trở nên nổi tiếng. Năm 1986, cô đóng vai Triệu Mẫn, người cực kỳ thông minh, vừa thiện vừa ác, trong bộ phim truyền hình võ thuật cổ trang dài 40 tập Ỷ Thiên Đồ Long Ký của đài TVB và hợp tác với nam diễn viên nổi tiếng nhất Lương Triều Vĩ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi và trở thành nữ diễn viên cổ trang hàng đầu của TVB. Sau đó, vào cuối những năm 1980, cô đóng vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình lớn của TVB như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Tuyệt Đại Song Kiêu và Liên Thành Quyết. Những năm 1990, cô tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Giọt Máu Thiện Ác, Người Nơi Biên Giới. Trong các bộ phim cổ trang tầm trung và cuối kỳ của TVB, Lê Mỹ Nhàn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho vai nữ chính. Tháng 7 năm 1991, cô rời TVB khi hết hợp đồng và tự do tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình ở Đài Loan, Hồng Kông, Đông Nam Á và nhiều nơi khác. Tác phẩm tiêu biểu của cô là phim truyền hình Đài Loan Bầu Trời Bên Ngoài Trái Đất Màu Vàng và các bộ phim truyền hình Giết Chết Tình Yêu và Bằng Chứng Sắt Đá. Của sự dịu dàng và kể từ đó, kỹ năng diễn xuất của cô đã được mở rộng hơn nữa và thể hiện đầy đủ khả năng diễn xuất xuất sắc của mình. Lê Mỹ Nhàn từng đứng thứ tư trong 10 ngôi sao truyền hình nữ hàng đầu thập niên 1990 của Đài Loan. Cuối năm đó, C tham gia vở kịch sân khấu Khách Sạn Tây Xuân và biểu diễn 6 lần tại Trung tâm Văn hóa. Đầu năm 1992, vở kịch được diễn lại 4 lần tại nhà thi đấu Hồng Kông. Năm 1996, Lê Mỹ Nhàn dần rút lui khỏi làng giải trí. Năm 1999, cô tham gia bộ phim truyền hình Đài Loan Đao Ca Chi Hồi Chuyển Đao, có một cảnh cô cầm chuỗi hạt và tụng kinh Phật, khiến Lê Mỹ Nhàn, một người vốn đã tin vào Cơ Đốc giáo, cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cô quyết định không đảm nhận vai trò nào trong tương lai. Năm 2000, Lê Mỹ Nhàn hoàn toàn từ giã nghiệp diễn và theo đạo Cơ Đốc. Lê Mỹ Nhàn là nữ diễn viên nổi tiếng nhất vào cuối những năm 1980. Cô dịu dàng, tốt bụng và dễ gần, rời bỏ làng giải trí để làm tuyên úy bệnh viện. Trong thời kỳ dịch SARS, cô đã giúp đỡ nhiều bệnh nhân mà không sợ an toàn cá nhân. Năm 2005, cô kết hôn với doanh nhân giàu có Tạ Hưng Triệu. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.